Tháng 4 năm 2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ trình dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng phù hợp với cải cách tiền lương. Đây là lộ trình trong kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong thời gian qua và xác định nhiệm vụ hoàn thành trong năm nay. Dự thảo nghị định này sẽ được lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức cá nhân trước khi trình Chính phủ. Mới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất mức điều chỉnh lương hưu từ ngày 1 tháng 7, khoảng 8% là phù hợp, dựa trên mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng năm 2023 là 3,25% và tăng trưởng kinh tế là 5,05%. Theo bảo hiểm xã hội Việt Nam, điều này sẽ giúp giảm bớt sự chênh lệch giữa người hưởng lương hưu trước cải cách tiền lương và người hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 trở đi.